Dạ, mến chào bà con đang đến với kênh LTK Bonsai. Hôm nay cây kiểng Nguyễn Hòa có về một số phôi trang với lại bốn cái phôi mai để giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình ha. Dạ, phôi trang hôm nay là gồm có toàn bộ hết là trang vàng lá nhỏ nha cô bác. Dạ, địa chỉ của cơ sở của em là ở ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại giao lưu của em là 0934 976 652. Số này em cũng xài Zalo luôn nha cô chú anh chị mình. Dạ, đầu tiên em xin vô clip với mã số 1 là một cặp phôi trang vàng. Dạ, cho em xin nhắc lại là toàn bộ sản phẩm phôi trang ngày hôm nay là phôi trang vàng lá nhỏ hết nha cô chú anh chị. Em xin được đo thông số. Chiều cao 17. Hoành thân em đo được ngay vị trí này. Là 18 nha cô chú anh chị mình. Của cây 1A. 1B chiều cao là 19. Hoành thân ngay vị trí này là 16. Cặp số 1 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 500 ngàn ạ. Em xin đổi cây. Tiếp theo mã số 2. Trang vàng lá nhỏ cô chú anh chị ơi. Em xin đo chiều cao nha. Chiều cao của 2B là 16. Hoành thân em ra được vị trí này cũng là 16 luôn. Chiều cao của 2A là 15. Hoành thân vị trí này cũng là 15 luôn. Cặp số 2 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 600 ngàn. Em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 3. Chiều cao của 3B là 17. Hoành thân vị trí này em đo được là 13. Chiều cao của 3A là 16. Hoành thân vị trí này em đo được là 10. Mã số 3 này em xin giao lưu là với giá là 500 ngàn em bao ship ạ. Tiếp theo là mã số 4. Cây mới bứng về của chú anh chị mình, trùng nó đùng đất lên. Chiều cao của 4A là 19. Hoành thân em đo được ngay vị trí này là 16. Cao của cây bên đây là 22. Hoành thân là 15. Cặp mã số 4 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 600 ngàn, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 5. Cũng là một cặp trang vàng lá nhỏ luôn. Chiều cao của cây là 17. Hoành thân là 15. Cặp mã số 5 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 ngàn. Em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 7.
Ủa, xin lỗi, tiếp theo là mã số 6. Chiều cao của cây là 21. Hoành thân vị trí này là 15. Mã số 6 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 650 ngàn. Em bao ship toàn quốc. Xin phép đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 7. Cũng là một cặp phôi trang vàng lá nhỏ. Em xin phép đo chiều cao. Cao là 19. Hoành thân của cây ngay vị trí này là 15. Cây bên đây to hơn, em đo thử. Chiều cao là 18. Hoành thân ngay vị trí này em đo được là 17. Cặp mã số 7 này em xin giao lưu cô chú anh chị mình với giá là 650 ngàn. Em bao ship toàn quốc. Tiếp theo mã số 8. Toàn bộ sản phẩm phôi trang ngày hôm nay là trang vàng lá nhỏ hết nha cô chú anh chị mình. Dạ. Chiều cao của cây là 15. Hoành thân của cây em đo được ngay vị trí này là 19. Bỏ một nạn bay bên đây nha cô chú anh chị mình. Dạ, mã số 8 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 400 ngàn, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 9. Chiều cao của cây là 24. Hoành thân em đo được ngay vị trí này là 14. Cái này cô chú anh chị mình không thích chơi lùng thì có thể cắt bỏ ba nhánh này chơi trực quân tử cao ở trên cô chú anh chị. Cái này dáng cũng khéo. Dạ, mã số 9 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 350 ngàn, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 10. Dạ, em xin nhắc lại toàn bộ sản phẩm hôm nay phôi trang liều là trang vàng lá nhỏ hết nha cô chú anh chị mình. Cao của cây là 23. Hoành thân em đo được cái vị trí này là 18. Mã số 10 này em xin giao lưu với quý bà con mình là 400 ngàn, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 11. Trang vàng lá nhỏ, trang vàng lá nhỏ cô chú anh chị ơi. Chiều cao của cây là 18. Hoành thân em đo được ngay vị trí này là 17. Mã số 11, em xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 350 ngàn, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 12. 12 là một cây tàn đa khá là đều đó cô chú anh chị mình. Chiều cao của cây là 19. Hoành thân của cây em đo được cái vị trí này cũng là 19 luôn. Mã số 12 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 400 ngàn, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 13. Chiều cao của cây là 28. Hoành thân của cây em đo được ngay vị trí này là 16. Mã số 13 em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình với giá là 350 ngàn, em bao ship toàn quốc.
Tiếp theo là mã số 14. Chiều cao của cây là 28. Hoành thân ngay vị trí này em đo được là 15. Mã số 14 em xin giao lưu với giá là 350.000, bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 15. Chiều cao của cây là 24. Hoành thân em ra được ngay vị trí này là 18. Mã số 15 em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình. Giá là 400.000, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 16. Dạ một lần nữa em xin nhắc lại với cô chú mình là hôm nay pho trang toàn bộ là trang vàng lá nhỏ hết nha cô chú anh chị mình. Chiều cao của cây là 22. Hoành thân em đo được cái vị trí này là 17. Mã số 16 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là giá 400.000, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 17. Chiều cao của cây là 18. Hoành thân của cây ngay vị trí này em đo được là 15. Mã số 17 em xin giao lưu với giá là 400.000, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 18. Chiều cao của cây là 25. Hoành thân vị trí này em đo được là 18. Dạ mã số 18 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là giá 450.000, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 19. Là một cây lùng lực có cành bay nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 14. Hoành thân của cây em đo được ngay vị trí này là 16. Bỏ nhánh bay ngang cô chú anh chị, em không có, Dạ mã số 19 em xin giao lưu với giá là 350.000, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 20. Một cây lùng lực. Chiều cao của cây là 13. Hoành thân ở vị trí này em đo được là 15. Mã số 20 em xin giao lưu với giá là 400.000, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 21. Chiều cao của cây là 18. Hoành thân em đo được cái vị trí này cũng là 18 luôn. Bỏ nhánh bay bên đây ra. Dạ mã số 21 này em xin giao lưu với giá là 450.000, em xin bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 22. 22 cũng là một cây lùng lực luôn. Chiều cao của cây là 18. Hoành thân của cây em đo được ngay vị trí này là 14. Bỏ nhánh dưới ra nha cô chú anh chị mình. Mã số 22 em xin giao lưu với giá là 400.000, em bao ship toàn quốc.
cuối cùng trong lô pho cha ngày hôm nay là một cây tàn đa rất là đều nhánh nha cô chú anh chị mình. Em chừa dáng cao là để về cho quý bà con mình muốn cắt theo ý mình sao cắt ha. Chứ để cắt lùng quá nó cũng uổng cây. Chiều cao của cây là 29. Vành thân em đo được ngay vị trí này là 19. Mã số 23 là mã số cuối cùng của lô phôi trang ngày hôm nay. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 700.000. Em bao ship toàn quốc. Và tiếp theo sẽ là 4 phôi mai vàng, gồm có 3 phôi gián thú và một phôi xù nha cô chú anh chị mình. Và em xin tiếp tục cho bên đây hả? Tiếp theo với clip hôm nay là một phôi mai vàng gián thú, mã số 24. Chân sau đuôi có đầy đủ nha cô chú anh chị mình. Nó nằm cái dáng nghiêng rất là dễ thương, cổ lắc lượn lên luôn. Em quay kỹ cái chỗ thẹo này cho cô chú anh chị mình xem ha. Cái này là cái nhánh cắt nó, rồi em làm cho nó sạch, em tha keo đồ hết rồi cô chú anh chị ơi. Chiều cao của cây tính từ mặt bầu lên em đo được là 50. Chiều dài của con thú từ cổ cho tới đuôi là 36. Hoành thân em đo được ngay vị trí này là 28. Đo tổng hoành đế. Tổng hoành đế là 114 nha cô chú anh chị mình. Mã số 14. Em mà xin lỗi, mã số 24. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 2.800.000, em bao ship toàn quốc nha. Em lại em quay kỹ lại những cái đầu rễ này cho cô chú anh chị mình xem là nó đã lòi nhựa lên rất là mạnh nha. Cây này là em xịt giữ ẩm thường xuyên cho cây nên cô chú anh chị không có lo nó bị khô da nha. Lòi nhựa lên hết. Cho em xin phép đổi cây ạ. Qua đây. Tiếp theo là mã số 25. Cũng là một phôi trang vàng gián thú luôn. Chân cẳng đầy đủ ha cô bác anh chị mình. Em cắt cái cổ nó hơi cao ha, về mọi người cắt theo ý mình lại ha. Chiều cao của cây tính từ mặt bầu lên là 48. Chiều dài từ cổ cho đến đuôi đó em đo được là 43. Hoành bụng của con thú này là 24. Hoành thân của cây em đo được cái vị trí này là 25. Rồi, mã số 25. Một con thú. Em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình với giá là 2.400.000, em bao ship toàn quốc nha. Em xin phép đổi cây. Tiếp theo, mã số 26. Là một phôi mai vàng mai xù nha cô chú anh chị mình. Phôi mai xù
Mã số 26. Trên này em có chừa một cái cành bay. Nó xù từ trên cành này, nó xù xuống, chảy xuống luôn nha cô chú anh chị mình. Cái cành gốc nhỏ này nó cũng u nần luôn. Chiều cao của các em đo được là 56. Hoành thân ở vị trí này em đo được là 30. Dạ, cái phôi mai xù này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là với giá là 2 triệu 500 ngàn, em bao ship toàn quốc nha. Rồi, em xin phép đổi cây. Cuối clip sẽ là một cũng là một cây gián thú luôn. Phôi mai vàng nha cô chú anh chị mình. Mã số 27, một phôi mai vàng gián thú. Cây này rất là khéo ha. Em xin phép đo thông số nha. Chiều cao của cây tính từ mặt bầu lên em đo được là 63. Hoành thân ngay vị trí này em đo được là 25. Tổng hoành đế của cây là 118. Mã số 27 cũng là mã số cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình phôi mai vàng gián thú này với giá là 2 triệu 400 ngàn, em bao ship toàn quốc ạ. Quay kỹ lại cái phần bên này cho cô chú anh chị mình xem nè. Cái dáng nó ngồi một bên nha cô chú anh chị. Dạ, cuối clip thì em cũng xin nhắc lại địa chỉ cũng như là số điện thoại giao lưu của em để cô chú anh chị mình gõ thêm ha. Địa chỉ của em là ở ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại giao lưu của em là 0934 976 652. Số này cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Trong quá trình ghi hình nếu mà có gì xem không kỹ thì cô chú anh chị mình có thể là lên Zalo để liên hệ với em chụp hình kỹ cận cây lại cho cô chú anh chị mình xem ha. Và cuối cùng em cũng xin chúc cho cô chú anh chị mình có nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp cô chú anh chị mình trong những clip tiếp theo. Dạ, em xin chào ạ.